Chào mừng mọi người đến với kênh Anh Minh Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với nội dung tập tiếp theo của bộ võ thần chúa tể. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cuối tập trước, ngay khi phân bộ của Trần Đế Cát được mở ra ở trung tâm Vân Châu, thì tin tức này rất nhanh đã truyền đến phủ chủ Vân Châu. Một nữ tử trẻ tuổi khi nghe được tin này, trong đôi con ngươi đột nhiên xẹt qua một tia lãnh mang, lạnh giọng hỏi lại: Cái gì? Các ngươi nói cái gì? Trần Đế Cát kia vậy mà mở cửa hàng ở Vân Châu, không những thế lại còn ngay ở trung tâm Vân Châu. Đúng vậy, Vạn Tuyết chúng ta đã thăm dò qua trần đế các này chính là có liên quan đến ngao gia ở thương huyền thành mà lão tổ bọn họ đi thậm chí là do ngao gia thành lập người truyền tin kia ánh mắt nở rộ hàng quan âm lãnh toàn thân dũng động sát cơ đáng sợ ngao gia này thật to gan giết hồn hỏa thế gia lão tổ ta lại dám đem cửa hàng mở ở vân châu cho rằng hồn hỏa thế gia ta dễ bắt nạt sao thiếu nữ kia kinh sợ nói trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy hàn quan toàn thân sát khí đằng đằng nàng này chính là người cầm quyền ngao gia hiện nay đại tiểu thư ngao gia lệ vãn tuyết sau khi lệ lạc vẫn lạc hồn hỏa thế gia vỡ nát thành từng mảnh nhỏ nhân vật trọng yếu chỉ còn lại có hai ba người lệ vãn tuyết biết được tình huống quả quyết co rút thế lực mang theo rất nhiều sản nghiệp của lệ gia tiến vào vân gia lúc này mới bảo tồn lại cơ nghiệp lớn của hồn hỏa thế gia nếu không hồn hỏa thế gia tất nhiên sẽ bị các thế lực đỉnh cấp khác ở vân châu thôn tính nhưng lệ vãn tuyết mặc dù gia nhập vân gia được vân gia che chở nhưng ngay từ đầu vân gia có hôn ước với lệ vãn tuyết và vân mộng trạch không ngờ lại không nhắc lại nữa điều này làm cho người của hồn hỏa thế gia thấp thỏm trong lòng nhưng lại phẫn hận không thôi thông minh như lệ vãn tuyết kỳ thật đã sớm biết dự định của vân gia không có lệ lạc lão tổ lệ gia mất đi rất nhiều cường giả hiện tại đã không có tư cách cùng vân gia bàn chuyện cưới gã nhưng vân gia tuyệt đối sẽ không để cho sản nghiệp của hồn hỏa thế gia cùng lệ vãn tuyết tiện nghi bất luận kẻ nào bởi vậy liền một ngày nào đó tất cả sản nghiệp của lệ gia đều sẽ rơi vào tay vân gia về phần lệ vãn tuyết vân gia đương nhiên sẽ không bỏ qua bất quá không có lệ gia lệ vãn tuyết tất nhiên không thể trở thành chính thất của vân mộng trạch quan minh chính đại gã vào vân gia chỉ có thể trở thành thiếp thất mà tất cả những chuyện này đều là do trần đế các mang tới nghĩ đến đây hồn hỏa chi lực đáng sợ từ trên người lệ vãn tuyết bỗng dưng nổ tung hai con ngươi của nàng băng lãnh đang đang sát khí muốn xông ra ngoài vãn tuyết ngươi không phải là muốn đi tìm trần đế các chứ tuyệt đối đừng làm chuyện gì điên rồ một bóng người ngăn cản lệ vãn tuyết là một tuyệt thế địa thánh còn sót lại của lệ gia là thúc phụ của lệ vãn tuyết bởi vì lưu thủ ở vân châu hắn lo lắng nói vãn tuyết trần đế các ngay cả lão tổ cũng có thể chém giết nếu ngươi xông vào nhất định sẽ lành ít dữ nhiều ngươi hiện tại là hy vọng duy nhất của lệ gia chúng ta cũng không thể lại xảy ra chuyện gì cho dù muốn báo thù cũng phải thông qua Châu chủ đại nhân. Thúc phụ yên tâm, ta sẽ không làm chuyện điên rồ gì đó, hiện tại ta đi tìm Vân Mộng Trạch để Mộng Trạch ra mặt giúp ta." Lệ Vãn Tuyết nói xong, đã biến mất không thấy gì nữa. Lệ Vãn Tuyết một đường tiến vào bên trong phủ Châu chủ, đám người phủ Châu chủ cũng đã quen với sự tồn tại của nàng, nàng ở nơi này một đoạn thời gian, xe nhẹ đường quen, hạ nhân trong phủ Châu chủ cũng đều nhận ra nàng, nhào nhao hành lễ, âm thầm nghị luận âm ý. Đây chính là tiểu thư hồn hỏa thế gia có hôn ước với Châu tử đại nhân sao? Trưởng thành không tệ, thiên phú cũng rất mạnh chính là cả ngày bày ra khuôn mặt thối tha nghe nói hồn hỏa thế gia lão tổ đều bị người diệt nàng là bị ép gia nhập phủ châu chủ chúng ta có thể không làm xấu mặt sao ta mặc kệ nàng có nguyên nhân gì hiện tại hồn hỏa thế gia bị diệt ngay cả nhà mẹ đẻ cũng không có nàng cũng không nhìn xem mình lấy tư cách đại tiểu thư ở đâu ra nếu ta là châu tử đại nhân khẳng định không để nàng trong lòng ha ha chẳng lẽ các ngươi chưa nghe nói sao châu tử đại nhân đang gạt hồn hỏa thế gia các nàng đợi thu được sản nghiệp hồn hỏa thế gia liền để nàng làm tiểu thiếp dù sao thiên phú của nàng cũng không tệ lắm thật sao từ chính thê đến tiểu thiếp hắc hắc nữ nhân a vẫn phải có hậu trường mới được bất quá cũng may lão tổ hồn hỏa thế gia đã chết chết là chuyện nên làm nếu không lệ vãn tuyết này còn không biết kiêu ngạo bao nhiêu đây Xuyệt nhỏ giọng một chút các ngươi không cần mạng nữa sao cho dù là tiểu thiếp cũng là chủ nhân đừng để người ta nghe thấy sau này tìm các ngươi gây phiền toái mọi người nghị luận sôi nổi nếu đổi lại là bình thường lệ vãn tuyết tất nhiên sẽ không yên lòng nàng cũng đã quen rồi nhưng hiện tại lại là tức không thể kiềm chế chính là một bạt tay đánh vào trên mặt một bà đỡ chỉ thấy trên mặt bà này lập tức xuất hiện năm vết máu máu tươi đầm đìa nhìn thấy mà giật mình người nói ai chết nàng lành lạnh nói có xúc động muốn giết người lập tức mọi người đều câm như hến không dám hé răng vãn tuyết sao lại nổi nóng như vậy đúng lúc này một giọng nói ôn nhu vang lên chỉ thấy một người trẻ tuổi đi ra khí thế bất phàm mặt ngọc phong quang bên cạnh có mấy thiếu nam thiếu nữ mỗi người khí thế bất phàm lai lịch kinh người trong đó có hai nữ tử dáng người thước tha hiển nhiên cũng là nhân vật như đại tiểu thư nhìn trên mặt người trẻ tuổi mang theo vẻ ngưỡng mộ chính là vân châu tử vân mộng trạch bên cạnh hắn cũng là vân châu cùng một ít nhân vật thiên kiêu phụ cận vì thiên công tác khảo hạch mà đến mộng trạch mấy người này nói tổ phụ ta chết là phải lệ vãn tuyết lạnh giọng nói chẳng lẽ không nên phạt sao có chuyện như vậy sao vân mộng trạch nhìn mấy người này một chút lạnh lùng nói nói rằng nói bậy đều kéo xuống hết cho ta đánh một trăm trượng rồi trục xuất khỏi phủ quả nhiên châu tử đại nhân nhân từ hạ nhân không hiểu quy củ như vậy ở phủ chúng ta đã sớm đánh chết kéo ra ngoài cho chó ăn rồi lưu huynh sao người có thể so sánh với châu tử đại nhân châu tử đại nhân là đệ nhất thiên kiêu vân châu ta tương lai sẽ kế thừa địa vị của châu chủ vị này chính là lệ vãn tuyết tiểu thư của lệ gia quả nhiên là mỹ nhân vân châu đáng tiếc nghe nói trước đó không lâu hồn hỏa thế gia bị diệt thật sự làm cho người ta tiếc hận a à. đúng vậy một cô nương xinh đẹp lại thành người không có nhà để về chỉ có thể ở lại phủ châu chủ da mặt có chút dày đây hai nữ tử khẽ cười khinh miệt nhìn lệ vãn tuyết mơ hồ khiêu khích mộng trạch trần đế các kia xuất hiện ở vân châu ngươi phải làm chủ cho ta lệ vãn tuyết tự nhiên sẽ không để ý đến lời khiêu khích của người khác điềm đạm đáng yêu nói trở nên nhu hòa không gì sánh được cái gì trần đế các kia kiêu ngạo như vậy vãn tuyết cô nương yên tâm châu tử đại nhân nhất định sẽ ra mặt thay ngươi không thể không nói lệ vãn tuyết dung mạo tuyệt mỹ đi theo vân mộng trạch mấy thanh niên liền căm phẫn kêu gào muốn báo thù cho lệ vãn tuyết vãn tuyết ta kỳ thực đã biết chuyện trần đế các này thậm chí tìm phụ thân vân mộng trạch đi tới ôm lệ vãn tuyết cúi đầu nhẹ nhàng nói nhưng phụ thân đã nói hiện tại là thời khắc mấu chốt người của thiên công tác đang ở vân châu tuyệt đối không thể xảy ra nửa điểm trách trở hơn nữa cửa hàng của trần đế cát vẫn là vạn cổ lâu phụ thân cấm ta ra ngoài những ngày này chỉ để cho ta chăm chỉ tu luyện chuẩn bị mấy ngày sau sẽ khảo hạch nói như vậy ngươi không định giúp ta lệ vãn tuyết tức giận nói vãn tuyết ta không phải không giúp ngươi mà là đợi thêm vài ngày ngươi yên tâm chờ ta thông qua khảo hạch thiên công tác nhất định sẽ đòi lại công đạo cho ngươi ta cam đoan vân mộng trạch ôm lệ vãn tuyết an ủi nói được ta chờ lệ vãn tuyết cắn môi quay người rời đi sau khi lệ vãn tuyết trở về sát khí trên người càng đậm trước kia vân mộng trạch căn bản sẽ không qua loa với mình như vậy không thể tưởng được sau khi lão tổ chết ngay cả vân mộng trạch cũng như vậy có lẽ trong mắt vân mộng trạch mình trừ dựa vào hắn không có đường lui nào khác thiên công tác chỉ có gia nhập thiên công tác ta mới có thể thoát khỏi tất cả lệ vãn tuyết cắn răng âm thầm thề từng trần đương nhiên sẽ không chú ý đến những chuyện này thời gian trôi qua trong nháy mắt đã đến thời gian thiên công tác khảo hạch võ giả thiên công tác khảo hạch chia làm hai trận võ giả khảo hạch trước luyện khí sư khảo hạch ở phía sau sáng sớm toàn bộ châu phủ vân châu đã náo động người đông đảo vô số thiên kiêu đều tràn về trung tâm châu phủ khu vực khảo hạch từng trần cũng mang theo đám người tần đình đình và ngao thanh lăng tiến về trung tâm châu phủ trên đường ngao thanh lăng và tần đình đình vẫn có chút thấp thỏm rất nhanh một đoàn người liền đi tới trung tâm châu phủ giờ khắc này phía trước quảng trường to lớn đứng đầy võ giả có phàm thánh có địa thánh thậm chí còn có cường giả thiên thánh đương nhiên nhiều nhất vẫn là cao thủ địa thánh trong những người này người chân chính có tư cách tham gia khảo hạch cũng không có bao nhiêu người khảo hạch chân chính đều là tuyệt thế địa thánh như ngao thanh lăng bọn họ đều muốn gia nhập thiên công tác chỉ có số rất ít là nhân vật tán tu nhiều nhất còn là một ít đại thế gia đệ tử của đại thế gia ví dụ như những thế lực đỉnh cấp hồn hỏa của vân châu thế gia chỉ cần có cơ hội bọn họ nhất định sẽ đưa con cháu của mình vào thiên công tác để tu luyện mà lúc này ở xung quanh quảng trường từng tiếng xì xào bàn tán cũng là liên tiếp vang lên hôm nay nhiều người thật ngươi xem Chẳng những cao thủ Vân Châu chúng ta, ngay cả người Nhạc Châu cũng tới, người này là thiếu chủ của tiết gia Nhạc Châu, muốn đi vào thiên công tác, hắn đã là cao thủ tuyệt thế, lại tấn thăng một bước, chính là thiên thánh cái thế, muốn đưa vào thiên công tác tìm kiếm cơ duyên, tiến hành đột phá. Đó là đương nhiên, thiên thánh cũng không phải dễ đột phá như vậy, cho dù là đệ tử của một số đại thế lực cũng không nắm chắc, chỉ sợ cũng chỉ có nhân vật như Vân Mộng Trạch Châu tử mới có thể chắc chắn có thể trở thành thiên thánh. Nghe nói lần này Châu tử đại nhân cũng muốn tới tham gia khảo hạch, với thân phận thực lực của Châu tử đại nhân vừa vào thiên công tác đã như cá gặp nước tương lai nếu có thể trở thành cao tầng trong thiên công tác vân châu ta tất nhiên sẽ càng thêm cường đại đó là chắc chắn châu tử đại nhân không tiến vào được thiên công tác những người khác làm gì có tư cách để tiến vào xem đi vì những danh ngạch này chỉ sợ vân châu và các võ giả phụ cận đều sẽ tranh nhau bể đầu mau nhìn châu tử đại nhân đến rồi từng chừng nghe được rất nhiều nghị luận ánh mắt của hắn nhìn qua liền nhìn thấy từ trong thành vân châu có tám tuyệt thế địa thánh mang theo một cổ kiệu trong kiệu ngồi ngay ngắn một người trẻ tuổi thần sắc bất động người trẻ tuổi này trong tay cầm một miếng ngọc bội đang thưởng thức khí định thần nhàn khí tức trên người rõ ràng bể nghễ làm cho người ta không nhìn rõ ràng điều này hiển nhiên là nói đến thiếu chủ vân châu vân mộng trạch có tên tuổi đệ nhất thiên kiêu vân châu sau lưng vân mộng trạch còn có một số cổ kiệu người ngồi đầu tiên là một cô gái cực kỳ kinh diễm cũng có khí tức của tuyệt thế địa thánh đó chính là lệ vãn tuyết tiểu thư của hồn hỏa thế gia cũng là thiên kiêu cao cấp nhất vân châu ta tiếp theo hẳn là những thiên kiêu khác của phủ châu chủ rồi đám người xôn xao nghị luận lệ vãn tuyết sao đúng là có mấy phần thiên phú từng trần nhìn lướt qua cũng không để trong lòng ánh mắt của hắn đảo qua liền phát hiện trong đám người thiên tài như vậy còn không ít đều là một ít nhân vật thiên kiêu đỉnh cấp mỗi một loại khí tức bất phàm đều là tại địa thánh hậu kỳ thậm chí tuyệt thế địa thánh cảnh giới có một ít khí tức thậm chí so với thành chủ mấy đại thành trì ở thiên duyệt thành còn đáng sợ hơn trong khi từng trần còn đang quan sát đột nhiên trong không trung truyền đến một tiếng chuông vang khi hắn ngẩng đầu nhìn lên thì đã thấy vô số cường giả bay xuống trong đó có rất nhiều cường giả tuyệt thế địa thánh bay tới sau khi đứng vững thì lớn tiếng quát các vị võ giả đến đây khảo hạch dựa theo trình tự xếp đội ngũ chuẩn bị tiếp nhận khảo hạch đây là nhân viên của thiên công tác mỗi người có khí tức bất phàm tản mắt ra khí thế lăng lệ đồng thời ở trong vô tận thiên khung có một cổ lực lượng đáng sợ đè ép xuống đây là thiên thánh cái thế ở trong hư không nhìn trộn phía dưới hiển nhiên là cao tầng của thiên công tác từng cổ thần niệm đáng sợ lướt qua người vô số võ giả phía dưới lập tức khiến cho người ta rét lạnh mọi người đều lặng ngắt như tờ ngay cả thần niệm cũng không dám phát ra đây là một thiên thánh cái thế trong lòng từng trần nhảy dựng khí tức của thiên thánh cái thế này cực kỳ đáng sợ thậm chí suýt chút nữa nhìn thấu bản thân bất quá dưới sự thôi động lực lượng của từng trần che giấu thiên cơ để đối phương căn bản không nhìn ra được sức mạnh của mình đúng lúc này phía cuối chân trời đột nhiên truyền xuống một cổ khí tức đáng sợ từng trần ngẩng đầu lên liền thấy một tòa bảo tháp đứng sừng sững ở đó là một bảo tháp chín tầng bảo tháp chín tầng chẳng lẽ đây là khảo hạch của võ giả thiên công tác ánh mắt từng trần lóe lên bảo tháp này xuất hiện tất nhiên không phải không có mục đích hiển nhiên bảo tháp này là chuyên môn dùng để cho vô số cường giả ở đây tiến hành khảo hạch chư vị thiên công tác khảo hạch hôm nay của chúng ta vô cùng đơn giản tiến vào trong cửa tầng bảo tháp vượt qua ba tầng đồ xem như thông qua có thể trở thành một võ giả thực tập ở thiên công tác võ giả bộ phận võ giả thực tập không phải thành viên chính thức nhưng cũng có thể hưởng thụ một ít đãi ngộ của thiên công tác mà số tầng sông tháp càng nhiều thành tích tự nhiên sẽ càng tốt 10 thứ hạng đầu có thể trực tiếp gia nhập võ giả bộ phận của thiên công tác đãi ngộ như vậy sẽ rất kinh người cường giả thiên công tác võ giả bộ phận hầu như không có nhân vật nào dưới thiên thánh trừ phi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn bước vào thiên thánh đó là hầu như không cần lo lắng một khi bồi dưỡng xong liền có thể tỏa trấn một phương giống như là lâu chủ vạn cổ lâu thiên hành chân nhân vậy bất luận đi đến chỗ nào địa vị đều sẽ phi phàm nói cách khác chỉ cần ngươi tiến vào thiên công tác bộ phận võ giả nếu không có gì bất ngờ xảy ra tất nhiên có thể trở thành thiên thánh chỉ là thông qua tầng ba sao đơn giản như vậy bảo tháp chín tầng chỉ cần thông qua ba tầng đầu là có thể trở thành võ giả thực tập của thiên công tác Sớm biết như vậy ta cũng báo danh. Mười thứ hạng đầu, ta không làm được, lẽ nào ngay cả ba tầng ta cũng không leo qua được. Quy tắc vừa ra, toàn bộ quảng trường đều đang xôn xao, tất cả mọi người nghị luận sôi nổi, không cách nào bình tĩnh. Chữ dịp đại nhân, xem ra những gia hỏa này đều cho rằng cổ thánh tháp rất dễ dàng thông qua. Ở chân trời, một đám lão giả ngồi ngay ngắn, quanh thân quanh quẩn quy tắc thiên giới đáng sợ, khí tức của thiên thánh như đại dương, hình thành một tiểu thế giới độc lập. Nếu như từng trần ở đây, sẽ phát hiện, thiên hành chân nhân của vạn cổ lâu rõ ràng cũng ở đây, có thể tới nơi này đều là cao thủ thiên thánh đáng sợ nhất trong cảnh nội vân châu vân châu châu chủ vân động quan tự nhiên cũng ở trong đó thân phận hiển hách ngồi bên cạnh lão giả chủ trì thiên công tác khảo hạch lần này cổ thánh tháp là bảo vật thượng cổ độ khó cực cao nếu những gia hỏa này thật sự cho rằng ba tầng là thông qua dễ dàng như vậy vậy không khỏi có chút buồn cười những thiên thánh khác cũng nở nụ cười nếu thực sự thông qua khảo hạch dễ dàng như vậy cũng không gọi là thiên công tác trong đám người lão giả râu tóc hoa râm kia lắc đầu thở dài ta ngược lại cũng hy vọng những người ở đây có thể thông qua khảo hạch trở thành võ giả thực tập của thiên công tác ánh mắt mọi người ngưng trọng chẳng lẽ trận chiến giữa nhân tộc và ma tộc đã trở nên nghiêm trọng như vậy mọi người cũng dồn dập thở dài bất quá chuyện bực này đương nhiên không cần bọn họ quan tâm đều là thánh chủ đại nhân các phủ cùng các cường giả cao cấp nhất thiên giới nên cân nhắc không nói những chuyện này nữa lần này con trai của động quan châu chủ cũng muốn tham gia khảo hạch thiên công tác a hơn nữa nghe nói báo danh võ giả khảo hạch và luyện khí sư hai mục mộng trạch hắn chính là đệ nhất thiên kiêu vân châu chúng ta xem ra lần này phải đại phóng quang mang rồi một lão giả nở nụ cười vân châu châu chủ vân động quan là một lão giả râu trắng pha tạp mũi ưng một đôi tròng mắt hãm sâu phản phất ẩn chứa lực lượng vô tận hắn cười nói chư vị chê cười rồi bất quá tiểu nhi hắn thật sự đã báo danh hai hạng sở dĩ như vậy cũng là vì muốn làm thêm một ít cống hiến cho thiên giới chúng ta đúng rồi thiên hành lâu chủ nghe nói vạn cổ lâu ngươi hợp tác với trần đế các ở thương huyền thành còn đưa một cửa hàng cho trần đế các này các chủ trần đế các này nghe nói cũng là một người trẻ tuổi lai lịch thần bí chẳng lẽ thiên hành lâu chủ biết lai lịch của hắn vân châu chủ nói chính là trần đế các diệt hồn hỏa thế gia thế lực này ta cũng có nghe nói tựa hồ cấu kết với ngao liệt năm đó ngao gia kia xa xúc rời khỏi vân châu xem ra vẫn là chưa từ bỏ ý định lần này nghe nói hắn không biết từ nơi nào chiếm được một bảo tàng nào đó đột phá bán thiên thánh lại giết chết lệ lạc của hồn hỏa thế gia xem ra không cam lòng tiếp tục ru rú ở thương huyền thành các chủ trần đế các này nghe nói là một người trẻ tuổi thiên phú bất phàm chẳng lẽ cũng tới tham gia khảo hạch thiên công tác lần này đây cũng là phải chú ý một chút xem có phải lợi hại như lời đồn không hay chỉ là thổi phòng thiên hành lâu chủ tin tức của ngươi là nhiều nhất trần đế các kia và vạn cổ lâu của ngươi cũng có quan hệ ngươi tới nói đi ánh mắt thiên hành chân nhân lóe lên trong lòng biết vương động quan này và rất nhiều thiên thánh nhìn như vô tình trên thực tế là cố ý tìm hiểu khẽ mỉm cười nói các vị hẳn là biết vạn cổ lâu ta chỉ làm ăn về phần lai lịch đó là chưa bao giờ hỏi thăm về phần trần đế các này thì làm một cuộc làm ăn lớn với vạn cổ lâu trở thành khách quý của vạn cổ lâu ta nhiều hơn nữa lão phu cũng không biết chẳng qua lão phu biết các chủ trần đế các này vẫn chưa tham gia khảo hạch thiên công tác võ giả, mà là báo danh khảo hạch luyện khí sư. Cái gì? Báo danh luyện khí sư khảo hạch? Hơn nữa không báo danh võ giả khảo hạch. Tiểu tử này có tự tin như vậy sao? Luyện khí sư khảo hạch, độ khó cực cao, cho dù là một ít luyện khí sư địa phẩm lâu năm đỉnh phong cũng không dám nói có thể thông qua, tiểu tử này cũng dám báo danh. Không khỏi có chút cuồng vọng. Không sai, thiên công tác đối mặt là nhân ma chiến trường, địa thánh trên chiến trường cơ hồ không có tác dụng gì, bởi vậy, thiên công tác tương lai bồi dưỡng đều là luyện khí sư thiên phẩm chỉ có hy vọng trở thành luyện khí sư thiên phẩm mới có hy vọng thông qua khảo hạch tiểu tử này vẫn còn quá trẻ vân mộng trạch châu tử là thiên kiêu cao cấp nhất vân châu chúng ta đồng thời cũng là một luyện khí sư địa phẩm đỉnh cấp cho dù như vậy cũng đều đã báo danh võ giả khảo hạch rất sợ không thông qua luyện khí sư khảo hạch tiểu tử này lấy đâu ra tự tin chứ rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi nhưng thiên hành chân nhân lại không nói nửa câu chỉ là trên mặt mỉm cười vô cùng bình tĩnh đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi cảm ơn mọi người đã xem hết video nếu thấy hay Mọi người nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và đừng quên để lại comment góp ý của mọi người nha.